cơn bão số 3 đi qua đã để lại nhiều thiệt hại nặng nề về cả người và tài sản. Những ngày qua đã có nhiều cá nhân, tổ chức chung tay chia sẻ cùng đồng bào vùng lũ, những người đang phải chịu nỗi mất mát rất lớn từ thiên tai. Và tại nhiều trường học trên địa bàn Hà Nội, các hoạt động ý nghĩa đã và đang được tổ chức để gửi gắm những món quà ý nghĩa, lan tỏa tình yêu thương. Làm đèn ông sao vốn là một hoạt động trải nghiệm trước thềm Trung thu của cô và trò trường tiểu học Hà Nội. Nhưng sau khi cơn bão số 3 quét qua nhiều tỉnh thành và để lại hậu quả nghiêm trọng, chương trình mừng Trung thu của nhà trường tạm gác lại với tinh thần một con ngựa đau, cả tàu bỏ cỏ. Toàn bộ số tiền chương trình, số đèn ông sao mà tự tay các em học sinh làm được gửi tặng các bạn nhỏ vùng lũ. Khi mà phát động với các con ấy thì chúng tôi vẫn chỉ mong muốn một cái điều là chúng tôi giáo dục các con cái tình yêu thương mọi người, chia sẻ, giúp đỡ lẫn nhau, lá lành đùm lá rách trong cái lúc hoạn nạn khó khăn như thế. Và những cái lời động viên, những cái món quà nhỏ nhưng ý nghĩa thì nó cũng sẽ làm cho tinh thần của mọi người sẽ đỡ rất là nhiều. Và cái đặc biệt là tôi cũng muốn lan tỏa cho tới học sinh biết đến cái sự trân quý của cái tình người Việt Nam chúng ta. Sự động viên về vật chất là cần thiết, nhưng sự động viên về tinh thần cũng rất quan trọng. Đó là lý do mỗi em học sinh đều tự tay viết thư để gửi kèm những món quà ủng hộ. Những tấm thiệp đầy màu sắc như thế này đang được các em học sinh của tiểu học Hà Nội tự tay viết và cắt dán thành nhiều hình thù khác nhau. Sau đó thì sẽ được dán lên trên những hộp muối vừng như thế này để gửi tới cho các bạn học sinh vùng cao để vượt qua khó khăn. Và những cái thông điệp trên tấm thiệp này thì được các em viết với rất là nhiều lời chúc và thậm chí là cả những bài thơ nữa. Con có thể chia sẻ giúp cô là con đang viết điều gì lên trên tấm thiệp của mình không? Con đang viết một bài thơ và tên của mình, lớp của mình và trường của mình. Khi viết xong, con đã viết chữ gửi bạn ạ. Vậy thì bây giờ con hãy cùng đọc cho khán giả cùng nghe bài thơ mà mình đã vừa viết ra nhé. Vâng ạ. Hôm trước có cơn mưa, các bạn bị mất nhà, nóc các bạn bay xa, mình giúp các bạn nhé, gửi bạn ạ. Đây là những bài thơ mà em học sinh này đã vừa viết ngay trong cái lúc mà chúng tôi đến. Những cái lời thơ thì cũng rất là giản dị và ngây thơ thôi, nhưng mà cũng sẽ là một cái thông điệp rất là ý nghĩa gửi tới các bạn nhỏ vùng cao cũng như là những người dân ở vùng bão lũ, và cùng với cái lời chúc là sớm vượt qua những cái khó khăn này. Tớ chúc cậu sớm vượt qua bão lũ và gặp nhiều may mắn. Con muốn gửi gắm cho các bạn là sẽ có một ngôi nhà mới to, đẹp hơn. Những món quà này được gửi đến các xã vùng cao của tỉnh Yên Bái, nơi chịu ảnh hưởng nặng nề từ bão lũ. Đây không chỉ là món quà cho người được nhận, mà còn là món quà với người cho đi, bởi sự cho đi cũng giúp các em học sinh học được bài học về sự trắc ẩn, về tình yêu thương giữa người với người. Quý vị, một mùa Trung thu nữa lại về, mang theo bao ước vọng và niềm hân hoan trong lòng các em nhỏ. Và một trong những hình ảnh luôn gắn liền với đêm hội trăng rằm chính là những chiếc đèn ông sao năm cánh tươi màu, sáng lấp lánh màu tuổi thơ. Từ những vật liệu giản đơn, mộc mạc và gần gũi, thế nhưng với những người dân nơi đây, các công đoạn thủ công này đã trở nên quen thuộc đến nằm lòng. Là một nghề thời vụ, một năm chỉ hối hả trong vài tháng. Thế nhưng là nghề làm đèn ông sao ở Báo Đáp chính là một vòng nối liền được trao truyền giữa các thế hệ như một sợi dây gắn kết giữa các thành viên, giữa những nét đẹp truyền thống của Tết Trung Thu trong dòng chảy đời sống. Từ thời cha ông, từ ngày xưa đến giờ truyền dạy cho các con cháu nối tiếp đuôi theo sau. Thì khi tôi lớn lên thì đã vẫn có nghề này và vẫn cứ tiếp tục làm vậy, cứ thế hệ sau cứ nối tiếp thế hệ trước. Bố mẹ em dạy em từ hồi em còn 7 tuổi và bây giờ em biết làm hết, nhưng em không biết là cái công đoạn đan điểm. Thì em vẫn thích làm, mỗi khi tại nào thì em hay về để em thay quần áo xong em làm luôn. Em rất thích và tự hào về cái nghề làm đèn của ông cha mình. Nghề mang lại nhiều niềm vui cho tuổi thơ này cũng đã tồn tại và gắn bó với cuộc đời những người con Báo Đáp từ khi sinh ra, nên mọi vui buồn của người dân cũng vì thế mà theo số phận của những chiếc đèn thăng trầm qua từng thời điểm. Người làng nghề Báo Đáp trải qua cả trăm năm với sự truyền dạy nhiều kinh nghiệm từ các thế hệ, nên đa dạng trong các họa tiết, kích thước cũng là một nét ấn tượng thể hiện sự khéo léo của người dân nơi đây. Cái nghề truyền thống thì nó có từ xưa rồi. Thế thì bây giờ thì cứ mỗi một năm mà Tết Trung Thu thì phải làm cái đèn. Trung Thu mà không có đèn ông sao thì không đúng. Nó phải có ngũ quả, có nhưng mà gần nhất là ông sao.
chiếc đèn ông sao không chỉ là vốn quý, là niềm tự hào, mà đó còn là miếng cơm manh áo, là nguồn động viên để mỗi người con báo đáp, yêu nghề và giữ nghề. Xã hội ngày càng phát triển, những thú chơi, nhu cầu của trẻ nhỏ cũng theo xu hướng hiện đại hơn. Thế nhưng mỗi dịp trung thu về, sự hiện diện của những chiếc đèn ông sao ở bất cứ nơi đâu sẽ vẫn luôn là một biểu tượng tỏa sáng, chở theo niềm vui tuổi thơ của biết bao thế hệ. Hưởng ứng lời kêu gọi của Đoàn Chủ tịch Ủy ban Trung ương Mặt trận Tổ quốc Việt Nam, đã có rất nhiều cơ quan, doanh nghiệp, tổ chức, cá nhân ở trong và ngoài nước đã ủng hộ thông qua Ban Vận động Cứu trợ Trung ương. Tính đến 17 giờ ngày hôm qua, ngày 16 tháng 9, Ban Vận động Cứu trợ Trung ương đã tiếp nhận tổng số tiền là 1.236 tỷ đồng. Ban Vận động Cứu trợ Trung ương đã hỗ trợ đến các địa phương cả hai đợt với tổng số tiền là 1.035 tỷ đồng. Cụ thể, Lào Cai 180 tỷ đồng, Yên Bái 130 tỷ đồng, Cao Bằng, Lạng Sơn 80 tỷ đồng, Tuyên Quang, Phú Thọ 55 tỷ đồng, Bắc Giang, Quảng Ninh, Hải Phòng 50 tỷ đồng, Sơn La, Bắc Cạn 40 tỷ đồng, Thái Nguyên, Hòa Bình 30 tỷ đồng, Hưng Yên, Hà Giang 25 tỷ đồng, Điện Biên, Thái Bình, Hải Dương 20 tỷ đồng, Lai Châu 15 tỷ đồng, Thành phố Hà Nội 10 tỷ đồng, Vĩnh Phúc, Hà Nam, Nam Định, Ninh Bình, Thanh Hóa, Bắc Ninh 5 tỷ đồng. Ban Vận động Cứu trợ Trung ương tiếp tục cập nhật và công khai danh sách các tổ chức cá nhân ủng hộ trên các phương tiện thông tin đại chúng. Theo Trung tâm Dự báo Khí tượng Thủy văn Quốc gia, hồi 7 giờ sáng nay, vị trí tâm áp thấp nhiệt đới ở vào khoảng 16,9 độ Vĩ Bắc, 120,9 độ Kinh Đông trên đất liền đảo Luzon của Philippines. Sức gió mạnh nhất vùng gần tâm áp thấp nhiệt đới mạnh cấp 7, giật cấp 9, di chuyển chủ yếu theo hướng Tây khoảng 15 đến 20 km/h. Trong 24 giờ tới, áp thấp nhiệt đới di chuyển theo hướng Tây Tây Nam, mỗi giờ đi được khoảng 25 km, di chuyển vào Biển Đông và mạnh lên thành bão. Trong 48 đến 72 giờ tiếp theo, bão có khả năng đổi hướng, di chuyển theo hướng Tây Tây Bắc, mỗi giờ đi được khoảng 10 km. Do ảnh hưởng của áp thấp nhiệt đới, vùng biển phía đông của khu vực Bắc Biển Đông có gió mạnh cấp 6, cấp 7, vùng gần tâm bão đi qua cấp 8, giật cấp 10, biển động mạnh. Chương trình tiếp tục với những tin tức đáng chú ý khác. Tại Đắk Nông đã xuất hiện nhiều điểm sụt lún hai bên đường Hồ Chí Minh, đoạn qua dốc Ông Bồ thuộc địa phận thôn 3, xã Quảng Tín, huyện Đắk Đờ Rấp. Đoạn đường xảy ra sạt lở sụt lún hai bên đường có độ dốc tương đối lớn và là một trong những điểm đen về tai nạn giao thông trên đường Hồ Chí Minh. Hai vị trí sạt lở sụt lún đều có hiện tượng san lấp mặt bằng với khối lượng lớn từ 3 đến 5 năm trước. Điểm sạt lở thứ nhất thuộc km 1936, bên trái tuyến theo hướng lưu thông từ Đắk Nông sang Bình Phước. Điểm sạt lở thứ hai cách điểm thứ nhất khoảng 300m, nằm bên phải tuyến. Tình trạng sạt lở đã khiến một cửa hàng kinh doanh xăng dầu phải tháo dỡ, sửa chữa một phần, một quán cà phê phải đóng cửa di rời. Đất đai ven đường của 15 hộ dân không có nhà bị ảnh hưởng. Nguyên nhân ban đầu được xác định là do tình trạng san lấp mặt bằng với khối lượng lớn, cộng với điều kiện địa hình đồi dốc và lượng mưa lớn. Việc lắp gờ giảm tốc trên mặt đường hơn một năm nay đã tạo độ rung lắc mạnh, nhất là khi các xe tải nặng di chuyển và khiến các khối đất áp sát ta luy đường bị sụt trượt. Sở Giao thông Vận tải tỉnh Đắk Nông chỉ đạo đơn vị quản lý đường triển khai ngay việc giảm tải các khối san lấp mặt bằng, thay thế các biển bảng, hạn chế tốc độ qua đoạn đường này xuống 40 km/h.